Chương trình xin được gửi lời chào anh Khánh Dương và cảm ơn anh đã dành thời gian để chúng ta có thể chia sẻ với nhau một chút xíu thông tin về Box Office Việt Nam ha. Dạ vâng, chào chị Kim Thanh, chào các thính giả của chương trình. Nói chung là hôm nay là mình cũng được nhắc đến khá là nhiều thông qua những cái thông tin từ Box Office Việt Nam về doanh thu của các bộ phim chiếu rạp. Chắc là anh cũng biết về những cái thông tin đó đúng không ạ? Thực ra thì cứ mỗi lần có những sự kiện của điện ảnh Việt như là phim chiếu Tết hoặc là một bộ phim đạt một kỷ lục nào đó thì những cái thông tin tương tự về doanh thu phim chiếu rạp sẽ nổi lên. Khi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì cũng đã lường trước được cái tình huống là nếu khi có những cái sự kiện lớn như là phim chiếu Tết hoặc là một bộ phim đạt được kỷ lục doanh thu như thế này thì không sớm thì muộn sẽ có những làn sóng, những cái thông tin ở trên mạng xã hội hỏi về thông tin của Box Office Việt Nam. Đầu tiên nhờ anh Dương mình chia sẻ một chút xíu kỹ thuật cũng như là cái quy trình vận hành của Box Office Việt Nam, cách thức mình tính vé như thế nào, tức là về tiền mua vé rồi đặt vé ra sao. Tôi thành lập Box Office Việt Nam từ năm 2016 và đến giờ cũng được gần 8 năm rồi. Cái công thức tính doanh thu phòng vé thì cũng không có gì quá bí mật hoặc là quá phức tạp cả. Khi mà phòng vé điện ảnh Việt Nam bắt đầu đưa thông tin bán vé lên trên mạng để có thể đặt vé online thì thông tin doanh số của một bộ phim, số lượng suất chiếu của một bộ phim và cái suất chiếu đấy bán được bao nhiêu vé là những cái thông tin công khai trên mạng và ai cũng có thể vào và quan sát được. Như chị Kim Thanh hình dung là một số những cái nhà sản xuất vẫn đưa những cái thông tin lên trên mạng xã hội như là hôm nay bộ phim có số lượng suất chiếu lớn hoặc hôm nay có những cái phòng chiếu tỷ lệ lấp đầy rất cao, thì đấy là những cái thông tin mà hoàn toàn có thể thống kê được. Thì cách làm của Box Office Việt Nam chỉ đơn giản là cũng sử dụng cách đấy, tức là lấy những thông tin liên quan đến suất chiếu, lấy những thông tin liên quan đến tỷ lệ lấp đầy của suất chiếu, nhưng sau đó ghi nhận lại và tổng hợp lại một cách có khoa học. Sau khi là tổng các con số lại, chúng ta có được một con số khá là chính xác về tổng doanh thu phòng chiếu của một bộ phim ở thị trường Việt Nam. Cho Kim Thanh hỏi là cái số liệu này á, mình lấy cho cái phần online tại các phòng vé hay là cả việc mà người ta mua vé offline tại quầy? Hiện tại thì khi bạn mua vé offline tại quầy thì ngay lập tức là cái vị trí ghế đấy thì trên hệ thống online của bất cứ phòng vé nào người ta cũng sẽ hiển thị là đã được mua, nên là dù mua vé online hay mua vé offline thì thông tin để có thể xem ở trên trang bán vé của bất cứ một cái cụm rạp nào đều thể hiện tổng số lượng vé được bán ra. Do vậy nếu tôi lấy dữ liệu ở trên trang bán vé online, tôi sẽ lấy được tổng cộng cả hai thông tin, thứ nhất là thông tin những người mua vé online và cả những người đã mua vé offline tại quầy. Tại vì các bên nhà rạp người ta đều sử dụng một cái hệ thống liên kết chung để đảm bảo rằng là không có ai mua trùng một cái ghế. Một người ra quầy mua thì cùng thời điểm đấy một người mà mua online, mà nếu như họ không có liên kết với nhau thì sẽ dẫn tới việc là cùng một vị trí ghế mà có đến hai người mua. Mình có liên kết hết tất cả các hệ thống rạp tại Việt Nam hay không? Hay là mình có loại trừ một số rạp nào mà mình không liên kết được hay không ạ? Ở Việt Nam tôi có thể tự tin khẳng định là 99% số lượng rạp ở Việt Nam là chúng tôi đều có thể kết nối được và lấy được dữ liệu. Bởi vì gần như là bây giờ ở Việt Nam không có một cái cụm rạp nào là không có trang bán vé online cả. Tôi có nhớ không nhầm là có thể có một vài cụm rạp nhỏ, siêu nhỏ ở tỉnh lẻ là không có trang bán vé online. Tuy nhiên rằng là quy mô của cụm rạp đấy không quá lớn và doanh số của những cụm rạp đấy không ảnh hưởng đến tổng doanh thu của bộ phim. Còn lại là những cái cụm rạp lớn ở trong nước, trong đó là top 6, top 7 cụm rạp lớn nhất là CGV, là Lotte, là Galaxy, Beta, BHD, Cinespa với cả là Starlight thì chúng tôi đều kết nối được và lấy được. Chưa kể còn rất nhiều những cái cụm rạp nhỏ, họ vẫn đang vận hành những cái trang bán vé của họ. Ví dụ như là Mega GS hay là cụm rạp chiếu phim của Trung tâm Quốc gia thì như thế nào ạ? Mega CS và cụm rạp chiếu phim của Trung tâm Quốc gia đều có hệ thống bán vé online. Do vậy chúng tôi vẫn thống kê được và lấy được dữ liệu các bên thấy. Trong cái trường hợp là các rạp họ có những cái chính sách ưu đãi, ví dụ như là đi ngày thứ tư thì giảm 50%, sinh viên thì giảm 70%, thì Box Office Việt Nam mình có ghi nhận đầy đủ hay không? Tại tránh trường hợp là mình sẽ đánh đồng cái số tiền vé, ví dụ như là CGV 100.000 một vé đi, mình cứ đánh đồng mình nhân lên 1.000 vé là bao nhiêu đó, nhưng mà thực tế có khi là họ bán rẻ hơn rất là nhiều. Đúng vậy, chúng tôi chỉ có thể ghi nhận được những dữ liệu mà thể hiện công khai và là do phía nhà rạp đến công khai. Tức là khi một ghế được bán thì chúng tôi sẽ lấy vị trí ghế đấy và nhân với giá vé.
Còn việc người mua vé đấy có sử dụng cái hình thức U22 để có thể được giảm giá vé hoặc là những cái chương trình giảm giá vé hàng tuần thì nó sẽ phụ thuộc vào chính sách của nhà mạng và là những cái thỏa thuận nội bộ giữa nhà rạp và đơn vị phát hành phim, nên chúng tôi sẽ không thống kê được những cái chương trình chiết khấu đấy. Do vậy nên số liệu của Box Office Việt Nam chỉ đơn giản là thống kê số lượng vé bán ra nhân với giá vé tại thời điểm đấy, và chúng tôi sẽ không thống kê được là liệu có chương trình khuyến mãi nào xảy ra không, liệu người mua vé đấy ngoài việc là mua vé người ta có áp thêm một cái mã giảm giá nào để được giảm giá hay không. Những cái thông tin nội bộ như vậy thì là do phía nhà rạp và phía đơn vị phát hành phim họ làm việc với nhau. Ví dụ như là CCV đi, họ đang có cái chương trình khuyến mãi đi vào ngày thứ tư giảm 50% giá vé, hoặc là giảm giá vé cho sinh viên là cái mặc định của họ từ trước cho đến giờ khi mà xuất trình thẻ sinh viên hay là thẻ học sinh ra đó, thì những cái đó họ không có update luôn cho Box Office Việt Nam mình hay là như thế nào? Kim Thanh nghĩ là vẫn có một cách làm, tức là khi mà họ thu vô cái vé đó bao nhiêu tiền á thì cái số tiền đó thì nó đồng thời nó cũng phải được update và cập nhật cho bên mình chứ nhỉ? Thứ nhất là chúng tôi không duy trì kênh liên lạc với cả các nhà rạp, tại vì là khi chúng tôi thu thập dữ liệu thì chúng tôi thu thập dữ liệu công khai, còn đặc thù của tất cả các nhà rạp là họ không thể nào mà gửi dữ liệu cho Box Office Việt Nam được, vì như vậy sẽ là vi phạm chính sách bảo mật thông tin của họ và cũng sẽ vi phạm hợp đồng của họ với các đơn vị phát hành phim. Do vậy nên chúng tôi chỉ ghi nhận những cái thông tin mà phía nhà rạp họ thể hiện công khai ở trên trang web bán vé của họ. Ví dụ như là chương trình ngày thứ tư ưu đãi, cái chương trình này nó áp dụng với tất cả mọi người và là hiển thị lên cái sự giảm giá đấy, hiển thị lên trên giá vé, thì chúng tôi vẫn sẽ ghi nhận được rằng là đây là một cái giá vé giảm, và khi đó thì doanh thu của ngày thứ tư sẽ giảm hơn so với các ngày bình thường. Tuy nhiên rằng những cái chương trình mang tính cá nhân như chương trình U22, tức là những ai U22 thì mới được giảm giá vé, còn những ai không phải U22 thì không, thì đó là những cái chương trình mang tính cá nhân thì chúng tôi không ghi nhận được, vì nhà rạp người ta cũng không thể hiện được là một cái ghế được bán ra có phải là U22 hay không. Như một cái ví dụ cụ thể mà chị vừa nêu, thì nếu như nhà rạp giảm giá vé vì một lý do nào đó cho toàn bộ hệ thống thì chúng tôi sẽ vẫn ghi nhận được sự giảm giá đấy, nhưng mà giảm giá vé cho cá nhân do từng người một thì đó là cái thông tin nội bộ của họ và chúng tôi không ghi nhận được. Trường hợp là các nhà rạp mà liên kết với các app Momo chẳng hạn, khi mà mình mua vé qua Momo thì sẽ giảm được 50%, thì những cái kiểu như thế thì mình có ghi nhận được hay không? Cái việc mà Momo giảm giá 50% sẽ là vấn đề nội bộ của Momo. Tôi không chắc lắm về thỏa thuận của đơn vị phát hành phim, nhưng theo tôi hiểu về vấn đề kinh doanh thì việc Momo giảm giá vé là một cái hình thức kích cầu để cho nội bộ của họ, thì cái sự giảm đấy là phía Momo sẽ gánh và tính vào chi phí marketing của họ, còn phía đơn vị phát hành phim thì họ sẽ vẫn nhận được cái doanh thu đầy đủ của cái ghế đấy. Chúng tôi thì sẽ không tính toán việc bán vé thông qua kênh thứ ba, mà sẽ vẫn luôn cố gắng là kết nối vào cái hệ thống bán vé chính của cụm rạp thì sẽ lấy được những cái thông tin nó chính xác nhất. Như vậy, một mặt nào đó là cái doanh thu trên Box Office nó cao hơn thực tế một chút xíu, đúng không ạ? Giống như một số những cái chia sẻ của tôi với báo chí trong ngày hôm nay, và cũng được xác nhận bởi các nhà sản xuất phim đã từng quan sát số liệu thật của họ và so sánh với Box Office, như bài trên báo Tuổi Trẻ, các nhà sản xuất phim có chia sẻ rằng là số liệu của Box Office Việt Nam có thể sẽ cao hơn số liệu thực tế khoảng độ tầm gần 10%. Lý do của việc cao hơn thực tế gần 10%, thứ nhất, như chị đã nói ở trên, là tôi tính giá vé gốc chứ sẽ không tính những cái chương trình khuyến mãi của U22 chẳng hạn. Và cái lý do lớn hơn để dẫn tới cái việc có cái khoảng chênh 10% này, đó là giá vé mà chúng tôi tính và áp vào doanh thu là giá vé sau thuế VAT. Khi bạn mua vé trên nhà rạp thì cái mức tiền bạn bỏ ra, cái giá vé hiển thị là giá vé đã được cộng VAT rồi. Tuy nhiên, khi báo cáo doanh thu cho phía nhà phát hành để tính toán việc chia sẻ lợi nhuận thì chắc chắn là phía nhà rạp người ta sẽ phải trừ đi VAT để đóng cho nhà nước, sau đó rồi bạn mới báo cáo con số sau VAT. Phí VAT hiện giờ đang 8% đến 10%, thì số tiền cho Box Office Việt Nam thống kê sẽ cao hơn số tiền thực tế mà các đơn vị phát hành phim ghi nhận được là khoảng độ tầm 10%. Kim Thanh xin mạn phép đọc cho anh một cái status, có thể là anh cũng đã được đọc rồi. Status cách đây mấy ngày rồi nha. Ở lúc đó là phim Mai của đạo diễn Trấn Thành là đạt 367 tỷ đồng và nếu tính trung bình 100 ngàn một vé, tức là đã có 3 triệu 670 ngàn người đi xem phim này. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê thì dân số Việt Nam là 100,3 triệu người, trong đó dân số thành thị chiếm 38,1%, tức 38,2 triệu
người. Cũng theo báo cáo thì nhóm dân số trong độ tuổi từ 15 đến 59 tuổi chiếm 62,2%, tức là có khoảng 23,7 triệu người từ 15 cho đến 59 tuổi ở thành thị. Tất nhiên nông thôn thì không có rạp chiếu phim, trẻ quá hoặc là già quá cũng chả xem phim rạp, nên chắc chắn đối tượng xem phim sẽ chỉ nằm trong số 23,7 triệu người này. Ai hay đi xem phim rạp sẽ rõ, người đi xem chủ yếu là người trẻ sinh viên, nên tôi tạm tính đối tượng xem phim Mai sẽ là người thành thị từ 18 cho đến 40 tuổi, bởi vì Mai đóng nhãn 18+. Chiếu theo tỷ lệ dân số thì cả nước sẽ có 11,85 triệu người thỏa mãn với đủ các yếu tố là từ 18 cho đến 40 tuổi ở thành thị, và với doanh số là 367 tỷ công bố, tức là cứ 3 người ở thành thị và từ 18 cho đến 40 tuổi sẽ có một người xem phim Mai. Nhưng mà tôi đã hỏi 10 người thì chưa ai xem phim này cả. Rất là nhiều người chia sẻ cái bài viết này và thậm chí có rất là nhiều cái bài viết khác tương tự tỏ ra nghi ngờ về cái doanh số phim Mai, khi cho rằng là không thể có quá nhiều người mà cùng xem cái bộ phim Mai như vậy. Cái đó là mình chỉ nói là ở cái góc độ là cái bộ phim Mai là 367 tỷ. Thì anh Dương có một cái lý giải nào cho cái nghi ngờ này hay không ạ? Cái bài viết đấy thì cũng đã được chia sẻ với tôi, và ở trong một cái group của Box Việt Nam thì một số nhà sản xuất người ta cũng vào, các anh ấy cũng vào và cũng khá là ngạc nhiên khi thấy có những cái lập luận khá là, xin lỗi phải nói thẳng là hơi ngô nghê như vậy, vì về cách thức tính toán các số thống kê cũng như là cách thức tính toán số liệu, ngoài những cái sai cơ bản như việc là một người hoàn toàn phải đi xem 2 đến 3 lần, và đấy là một cái hành vi rất là bình thường của một người yêu đến ảnh đi, với cả một cái số lượng lên đến mười mấy triệu người mà chỉ lấy mẫu 10 người ở xung quanh mình để ra được một quyết định. Xung quanh tôi hỏi 10 người thì 10 người không đi xem Mai, thì suy ra rằng là không thể có chuyện là Mai có tỷ lệ lớn, thì tôi không biết nói gì. Sẽ giống như việc là tôi hỏi 10 người ở xung quanh tôi, hỏi rằng là ông có nói tiếng Tây Ban Nha không, 10 người xung quanh tôi không ai nói tiếng Tây Ban Nha, nên làm gì có chuyện. Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ cực kỳ phổ biến ở trên thế giới. Tôi đọc được bài viết này nhưng mà tôi không tìm được tác giả gốc của bài viết này, nên tôi cũng không biết rằng là có thực sự là có một người nào đó viết ra không, hay là chỉ đơn giản ai đó viết vui ra để tạo dư luận thôi. Cái lập luận này thì hơi kỳ cục. Những cái người mà người ta hiểu biết thì người ta cũng có cách để phản bác rồi, tôi cũng không có ý kiến gì thêm. Về bộ phim Mai thì bộ phim này sẽ không dừng lại ở con số hiện tại đâu. Tất cả mọi người, từ phóng viên báo chí đến cả đơn vị phát hành, đến cả rất nhiều người, khi chúng tôi nói chuyện với nhau thì mọi người đều nghĩ rằng là bộ phim này gần như chắc chắn sẽ phá kỷ lục cái mốc mang tính biểu tượng là mốc 500 tỷ. Bộ phim này gần như chắc chắn sẽ vượt qua được cái con số 500 tỷ, trừ phi có điều gì vô cùng khủng khiếp xảy ra, giống như là đợt Tết Xuân Phương Nam xảy ra hồi tháng 10 cơ. Còn lại nếu như mọi thứ mà nó vẫn cứ duy trì với tốc độ hiện tại thì bộ phim này sẽ vượt mốc 500 tỷ dễ dàng thôi. Thậm chí là có thể nhắm tới mốc 600 tỷ hoặc hơn đấy nữa. Đây là điều không thể phủ nhận được. Khi bạn ra rạp, khi bạn nói chuyện với các nhà rạp, nhìn thấy những cái suất chiếu kín phòng chiếu mà lấp đầy đến 100%, ngay cả ở thời điểm 9-10 giờ tối, thì thực sự tôi nghĩ rằng đây là một cái bộ phim sẽ còn tạo ra nhiều những dư luận trong thời gian tới. Xung quanh cái câu chuyện này á, Kim Thanh cũng thấy có rất là nhiều cái thắc mắc và nhiều cái bình luận, và trong đó có những ý kiến họ có một cái sự nghi ngờ nhất định về cái sự bắt tay ở phía sau giữa Box Office Việt Nam với phía các nhà rạp hay là Trấn Thành để tạo nên một cái con số ảo để khoe thành tích ạ. Ở cái thời điểm mà tôi bắt đầu làm Box Office Việt Nam là tháng 9 năm 2016. Ở cái thời điểm đấy thì tại vì tôi là một tác giả truyện tranh, cũng có một cái sự may mắn mà hồi đầu năm 2016, chuyện của tôi với cả bạn họa sĩ nhận được giải thưởng quốc tế, và tôi nhận được nhiều sự liên hệ của các studio làm phim để hỏi xem, về chia sẻ, trao đổi về việc chuyển thể chuyện của tôi thành tác phẩm điện ảnh. Từ đấy thì tôi mới bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu về điện ảnh nói chung và về phòng vé ở Việt Nam nói riêng. Và tôi nhận thấy rằng là nếu như dựa vào những cái gì mà các đơn vị phát hành tự thống kê về doanh số của mình, rất nhiều sự vô lý, kỳ quặc trong việc thống kê con số phát hành phim. Mục tiêu khi làm ra Box Office Việt Nam của tôi trước mắt chỉ là một cái mục đích cá nhân thôi, là để tự mình tìm hiểu được về cái số liệu thực tế của thị trường phòng chiếu ở Việt Nam, để hiểu được, để biết được quy mô phòng chiếu ở Việt Nam như thế nào. Tại vì là nó liên quan đến việc chuyển thể của đứa con tinh thần của mình, nên tôi cũng muốn tìm hiểu trước khi là có thể đưa ra được những cái quyết định nhất định. Với cái mục tiêu đấy nên tôi nghĩ rằng là số liệu của Box Office Việt Nam sẽ luôn luôn có được một cái sự độc lập
tôi không phủ nhận việc là sẽ có những cái nhà sản xuất nhất định họ cũng trao đổi với tôi và Dương ơi, liệu có cách nào số lượng của bao quy làm cao hơn hoặc thấp hơn được không. Nhưng mà do cách thiết kế của hệ thống bao quy Việt Nam, do cách làm của cả hệ thống của mấy anh em chúng tôi, thì bây giờ ngay cả bản thân tôi mà muốn tăng hay muốn giảm số liệu của bao quy Việt Nam tôi cũng chả thể nào làm được, mặc dù tôi là người làm ra hệ thống đấy. Do số liệu của một con số nó là tổng hợp của mấy chục ngàn xuất chiếu trải dài hàng chục ngày, muốn thay đổi một con số là phải thay đổi từng số liệu nhỏ, và chỉ cần là có một cái sự bất thường nhất định là độc giả người ta sẽ nhận ra ngay, những người xem bóc phim Việt Nam người ta nhận ra ngay là có sự bất thường. Và quan trọng nhất là các nhà giả họ vẫn luôn quan sát số liệu của chúng tôi. Nói thật là chị cũng hình dung là những nhà giả người ta cũng chỉ có những cái số liệu của bản thân của nhà giả người ta thôi, người ta cũng muốn quan sát những cái nhà giả khác chứ, liệu là họ phát triển ở mức độ nào để có những cái sự cạnh tranh nhất định. Nếu số của bóng phim Việt Nam mà chỉ cần sai lệch nhất định thì chưa cần đến khán giả chỉ ra, bản thân những cái nhà giả Việt Nam chắc chắn người ta sẽ nhấc máy gọi alo Dương ơi, số hôm nay có vấn đề rồi nhá, ông kiểm tra lại đi. Tôi đã từng có những cái tình huống đấy xảy ra và tôi tin rằng là số liệu của bóng phim Việt Nam được giám sát bởi những cái người thực sự là quan tâm đến điện ảnh Việt Nam, chứ không phải là do một mình tôi. Tôi không thể nào mà tôi điều khiển được số liệu, có một cái cộng đồng họ đang cùng giám sát số liệu và trên hệ thống. Nếu có cái vấn đề gì thì tôi phải giải trình trước những cái những người đó trước. Vậy thì theo cái kinh nghiệm cá nhân của anh từ khi mà làm Box Office Việt Nam cho tới bây giờ, với những cái nghi ngờ của rất là nhiều người xung quanh cái doanh thu của phim Mai của đạo diễn Trấn Thành á, theo anh là nó bắt nguồn từ đâu và nó có quá phi lý khi nghi ngờ như vậy hay không? Tôi nghĩ rằng là cái nghi ngờ này bắt nguồn từ việc là từ trước đến nay chưa có một cái hệ thống nào để có thể là thống kê chi tiết được doanh số phòng vé. Bản thân Trấn Thành cũng đã từng vướng những cái tình huống tương tự. Tôi nhớ không nhầm đó là Tết năm 2019, cả hai bộ phim cùng tuyên bố là mình đứng đầu doanh số phòng vé của ngày mùng 1 Tết. Lúc đấy không có một cái đơn vị thứ ba nào đứng ra để có thể khẳng định là tuyên bố của đơn vị nào là đúng. Do vậy nên là độc giả và người trên mạng xã hội người ta sẽ có những cái sự thiếu niềm tin nhất định. Từ trước đến nay, trước khi Box Office Việt Nam ra đời thì cũng có khá nhiều những cái đơn vị sản xuất phim họ sử dụng doanh số phòng vé tốt để làm phương tiện truyền thông, để làm phương tiện marketing, để hy vọng rằng là có thể đẩy được sức hút của bộ phim lên. Quan điểm của tôi sau nhiều năm làm việc thống kê doanh số phòng vé, quan trọng hơn là sau nhiều năm tôi cũng có trao đổi với cả những cái đơn vị phòng vé lớn trên thế giới. Ví dụ như là Box Office Mojo, tôi vẫn ở là cái đơn vị thống kê phòng vé lớn nhất thế giới, thì chúng tôi vẫn giữ liên lạc để tôi có thể cập nhật doanh số phòng vé ở Việt Nam. Thì chúng tôi đều công nhận rằng là cái kết quả doanh thu phòng vé, những cái kỷ lục doanh thu phòng vé của bất cứ một tác phẩm điện ảnh, nó thực sự và nó nên là kết quả của chất lượng bộ phim, chứ không nên là cái phương tiện để đẩy truyền thông hay là gì cả. Một bộ phim tốt thì nó sẽ mang lại kết quả tốt, chứ không có nghĩa là một bộ phim khoe một cái kết quả tốt thì tự nhiên mọi người sẽ đi xem. Khán giả bây giờ người ta cũng tinh lắm, đâu dễ để có thể lòe được khán giả. Bộ phim này có doanh số khủng như thế này thì mọi người đi xem đi. Không nói đến khán giả thì ngay cả rạp chiếu, ngay cả các đơn vị phát hành phim, những cái người mà sắp xếp xuất chiếu ra thì người ta cũng sẽ biết là một bộ phim xứng đáng ở mức nào để người ta phân cho những cái xuất chiếu tương ứng. Nói chung là tôi hiểu được cái lý do là tại sao khán giả Việt Nam người ta sẽ không tin hoặc là không có niềm tin khi những cái kết quả về doanh số rạp phim công bố. Nhưng mà như chị thấy là trong vòng mấy năm gần đây, từ khi có Box Việt Nam thì tôi cũng khá tự tin. Tôi nói rằng là mọi người bắt đầu đặt niềm tin rồi, biết được là nên lên trang web nào để có thể xem được kết quả phòng vé. Và thứ hai là phía các đơn vị phát hành người ta cũng có cái sự chừng mực nhất định, người ta không đưa ra những cái con số mà không thể tin được nữa. Người ta cũng sẽ phải cùng quan sát số liệu ở trên Box Office Việt Nam để có thể đưa ra một con số hợp lý. Nếu may mắn mà là bộ phim phát hành tốt, kết quả doanh thu tốt thì có thể dùng số liệu đấy để marketing. Tuy nhiên rằng nếu như mà số liệu của bộ phim chưa tốt lắm thì người ta sẽ không có khai khống hoặc là không có đưa những cái số liệu nó không phù hợp nữa. Tôi quan sát comment của những bạn độc giả trong group của tôi trong thời gian gần đây, họ theo dõi cách làm của chúng tôi, họ quan sát cách phản ứng của chúng tôi trước sự kiện hoặc những cái thông tin ở trên mạng, thì họ cũng đặt niềm tin vào Box Office Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới, thực sự tôi hy vọng là các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có một cái hình thức nào đó để có thể có được một cái hệ thống thống kê là chính thống hơn. Không nên là toàn bộ thống kê của điện ảnh Việt nên phụ thuộc vào một đơn vị thứ ba như thế này.
Hàn Quốc người ta đã có hình thức thống kê từ cơ quan quản lý nhà nước, Mỹ người ta cũng có hình thức thống kê, người hình thức tổng kết dành cho phòng vé từ cơ quan quản lý nhà nước. Nếu như mà cái vấn đề này được mà raise lên mà phía các cơ quan quản lý nhà nước người ta quan tâm, các bác có đồng ý và có thể là nghiên cứu về vấn đề này thì thực sự tôi rất là mừng. Chuyện mà doanh thu phòng vé của Mai gây khá nhiều lùm xùm ở trên các nền tảng xã hội đó, ít nhiều gì phía Box Office Việt Nam cũng bị nhắc đến, rồi cũng bị tấn công thì hơi quá đáng, nhưng mà cũng sẽ có bị cái này bị cái kia. Không biết là ở góc độ đó anh Dương có thể chia sẻ là Box Office Việt Nam có bị ảnh hưởng trong những ngày qua về cái góc độ đó hay không, và có một cái khả năng nào đó ví dụ như hacker có thể can thiệp để thay đổi một chút xíu số liệu không ạ? Nếu như mà vấn đề trở nên quá nghiêm trọng sẽ không tránh khỏi những cái hành động cực đoan quá khích, thì tôi cũng sẽ chỉ biết rằng là cùng với toàn bộ mấy anh em làm cùng tôi, mấy bạn phụ trách kỹ thuật thì sẽ cùng quan sát và cùng cố gắng là đảm bảo an toàn. Không thể dám hứa trước là hệ thống sẽ 100% an toàn, nhưng mà sẽ cố gắng để đảm bảo hệ thống có thể an toàn nhất có thể. Về những cái hành động quá khích của cộng đồng mạng suốt những năm vừa qua, cái tình huống này vẫn xảy ra với chúng tôi. Có thể năm nay thì nó nhiều hơn thôi. Chúng tôi vẫn luôn cố gắng là phản ứng một cách chừng mực, thể hiện cái thái độ khách quan nhất có thể trong số những cái thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, trong số những cái thông tin mà là viết ở trên trang web của chúng tôi. Cộng đồng thì ngay cả người ta có quá khích thật đấy, người ta có căng lên thật đấy, nhưng mà dù gì thì cộng đồng đa phần thì sẽ vẫn là những người thực sự là hiểu chuyện. Cộng đồng mình cũng tinh áp, người ta cũng sẽ biết được đâu là đúng, đâu là sai. Thì nếu như mình cứ tự tin là mình làm đúng và mình thể hiện ra trên các kênh mạng xã hội của mình là như vậy, thì tôi cũng nghĩ rằng cộng đồng cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng mà ở góc độ rất là cá nhân á, không biết anh Dương là những ngày qua có bị nhức đầu, rồi có bị mệt mỏi bởi những cái luồng thông tin trái chiều như vậy hay không? Tôi chuẩn bị tinh thần rồi. Tết năm nào chẳng thế. Tết năm 2020 cãi nhau với cả một nhà sản xuất, cãi nhau qua lại ở trên trang cá nhân luôn ấy. Sau Tết 2019 thì tôi đang ngồi làm việc, tự nhiên có cuộc điện thoại từ Bộ Công an gọi đến là alo, có phải anh Dương làm Box Office Việt Nam hay không, mời lên làm việc. Thì hóa ra là có một nhà sản xuất người ta không hài lòng với việc chúng tôi công bố danh số phòng vé Tết lên trụ sở Bộ Công an ở Hàng Bài. Sau đó cũng ngồi một buổi chiều, các anh ấy cũng rất là hiểu chuyện thôi. Có tình huống như thế này thì anh cứ giải thích rõ cho người ta là được. Tức là tôi đã từng trải qua những cái tình huống đấy rồi, thế nên là những cái câu chuyện như Tết năm nay cũng phải chuẩn bị tinh thần, kiểu gì thì cũng sẽ có thôi. Trấn Thành là một nghệ sĩ rất là có tài năng, nhưng mà cũng có rất nhiều những câu chuyện xung quanh anh ta. Anh ta là gần như là người có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn ở Việt Nam. Nên nếu như anh ta đạt được một cái thành tựu gì đó, chắc chắn luôn có những cái câu chuyện xoay quanh. Tôi nghĩ rằng nếu không phải Mai mà là một cái bộ phim khác mà đạt được cái thành tựu này thì chưa chắc mọi thứ nó đã căng thẳng như thế này đâu. Một phần nữa là người làm ra Mai là Trấn Thành, nên nó sẽ có những cái sự cộng hưởng nhất định. Thì chúng tôi cũng đã lường trước về việc này để chuẩn bị tinh thần để đón nhận được những cái luồng thông tin từ phía cộng đồng, và sẽ cố gắng là nếu như cộng đồng có câu hỏi thì sẽ có được cái câu trả lời hợp lý. Câu chuyện của Mai chúng tôi lường được, cái câu chuyện mà duy nhất là chúng tôi không lường được ở trong mùa Tết năm nay đó là cái sự nổi lên của phim Đào Phở và Piano thôi. Còn câu chuyện của Mai thì việc lùm xùm như này chúng tôi hoàn toàn là chúng tôi tính toán được trước rồi. Cái việc Đào Phở và Piano mà bỗng nổi lên như vậy đó, thì phía bên mình có nhận được những cái phản hồi nào hay không ạ? Khi mà bộ phim này nổi lên, đầu tiên phía chúng tôi là cực kỳ háo hức, tại vì là chưa bao giờ một bộ phim do nhà nước sản xuất lại tạo được cái sức hút thế. Chúng tôi đo trên toàn bộ mọi hệ thống thống kê thì đây là cái sức hút, thậm chí là nói thì hơi quá, chưa có một bộ phim Việt Nam nào đạt được cái sự quan tâm như vậy. Khi mà tốc độ mua vé, tốc độ lấp đầy một cái phòng chiếu nó nhanh như thế, thực ra nói đi cũng phải nói lại là vì số lượng phòng chiếu ít quá nên tốc độ lấp đầy rất nhanh. Đấy là một tín hiệu mà chúng tôi vẫn muốn tiếp tục quan sát. Do vậy là khi mà có những cái thông tin là phim Đào Phở và Piano sẽ khởi chiếu toàn quốc, thì chúng tôi chuẩn bị toàn bộ hệ thống, chuẩn bị nâng cấp hệ thống và chuẩn bị tinh thần là phải đo đạc số liệu thật kỹ. Tại vì là việc mà phim Trấn Thành đạt được doanh thu lớn là chuyện bình thường, nhưng mà việc một bộ phim nhà nước mà được sự quan tâm, đạt được doanh thu lớn là một cái case mà tôi nghĩ rằng là cần phải ghi nhận lại để sau này có những cái báo cáo, có những cái thống kê để hy vọng là sẽ có thể hỗ trợ được cho các đơn vị sản xuất sau này. Rất tiếc là sau khi chuẩn bị hết tinh thần như vậy, đùng một cái tất cả các đơn vị phát hành phim Đào Phở Piano đều đồng loạt nói là không bán vé online mà sẽ chỉ bán vé tại địa điểm.
tính đến thời điểm hiện tại là những cái dữ liệu mà chúng tôi ghi nhận được từ phim đào phở và piano là rất là nhỏ giọt. Cũng đành phải thông báo với cả mọi người xem là số liệu ở trên trang Box Office Việt Nam của phim này sẽ không thể hiện được chính xác, do chúng tôi không lấy được thông tin. Thà họ mua vé ở rạp nhưng mà họ vẫn mở trang bán vé online thì chúng tôi vẫn lấy được. Đây là mấy trung tâm chiếu phim quốc gia đến bên beta đóng luôn cả trang bán vé online của họ. Ngoại trừ gói premium thì Kim Thanh không biết, nhưng mà với một người bình thường như là Kim Thanh á, vô chỉ xem đúng được danh số của bộ phim, ngoài ra không có gì hết, thì cá nhân mình hơi buồn á. Mình muốn là một cái trang như thế này nó phải phát triển hơn nữa, nó có nhiều cái hơn nữa và nó hoạt động giống như là một website Mojo, The Number, .com hay là IMDb chẳng hạn. Thành thật mà nói thì ngay cả Mojo hay IMDb thì đều vẫn phải sống nhờ nguồn tiền của công ty mẹ là Amazon. Có những cái trang web tương tự ở trên thế giới, tuy nhiên rằng là nó không phát triển mạnh. Với cả Box Office Việt Nam thì cá nhân công việc của tôi thì vẫn liên quan đến việc làm giải trí cụ thể hơn, sản xuất truyện tranh và các sản phẩm liên quan đến nhà truyện tranh. Tôi có một công ty truyện tranh cá nhân tôi thành lập ra. Kế hoạch làm ban đầu của Box Office Việt Nam chỉ để phục vụ cho mục đích cá nhân, để hiểu được thị trường điện ảnh, để đón nhận được trước những cái lời đề nghị liên quan đến việc chuyển thể những cái truyện tranh của cá nhân tôi và của công ty tôi thành tác phẩm điện ảnh. Nếu như mà chị Kim Thanh để ý, ngày xưa Box Việt Nam còn chả có một cái gói premium gì đâu, họ chỉ có công bố một số liệu của từng phim thôi. Nhưng mà sau đó thì tôi cũng nhận được nhiều những cái đề nghị mong muốn bảo Dương ơi, mà có cách nào có thêm được những số liệu chi tiết hay không, họ sẵn sàng đóng góp một khoản phí để duy trì hệ thống để có thể có được số liệu chi tiết. Thì tôi mới mở ra cái gói premium đấy, thẳng thắn về cái lãi lỗ ra thì doanh số từ gói premium hàng tháng chả thể nào bù được cho chi phí server, chi phí vận hành của hệ thống, vì chúng tôi theo dõi đến cả mấy chục ngàn xuất chiếu của một ngày và phải chạy liên tục, và cái hệ thống cần phải đảm bảo nhịp nhàng để có thể lấy được số liệu chính xác. Tuy nhiên tôi vẫn coi đấy là một cái sự đầu tư của cá nhân để phục vụ cho những cái mục đích sau này của mình liên quan đến thị trường điện ảnh. Tôi rất cần là người yêu thích kể chuyện, yêu thích làm chuyện, và trong tương lai nếu có cơ hội thì tôi cũng mong muốn được tham gia vào quy trình sản xuất của một bộ phim. Mà nếu như bộ phim chuyển thể được tác phẩm của mình thì quá tốt. Thế nên là tôi coi cả việc làm Box Office Việt Nam ở thời điểm hiện tại là một cơ hội để mình học hỏi. Mình có cơ hội tiếp cận được với cả những người đàn anh đi trước trong việc làm điện ảnh Việt Nam để cùng nghe họ chia sẻ. Trong tương lai về Box Office Việt Nam thì tôi nghĩ, đúng như lúc này tôi còn nói với chị rồi, tôi nghĩ rằng là để có một cái hệ thống thống kê phòng vé chính xác và nhận được sự tín nhiệm của mọi người thì nên là cơ quan quản lý nhà nước nên tham gia vào. Nó mới tương tự như ở Hàn Quốc, nó mới tương tự như ở Trung Quốc, nó mới tương tự như ở Mỹ, là những cái nền điện ảnh lớn nhất thế giới. Có sự can thiệp, có sự đứng ra điều phối của cơ quan quản lý nhà nước, chúng ta sẽ có được một cái nhìn toàn cảnh về tình hình phòng vé ở Việt Nam, từ đó biết được là điện ảnh Việt Nam phát triển như thế nào. Số liệu của Box Office Việt Nam thì nó cũng là do một cái bên thứ ba được ngầm công nhận bởi các nhà sản xuất thôi, chứ tôi nghĩ rằng cả phim vẫn chẳng phải sản xuất. Không thể nào mà họ có thể đứng lên và nói rằng số liệu của Box Office Việt Nam là chuẩn đấy. Họ sẽ ảnh hưởng đến cả hợp đồng của họ, vì trong những cái hợp đồng phát hành phim luôn phải có những điều khoản là bảo mật thông tin doanh số, thì không thể nào mà có thể nói mà có thể xác nhận được cái số liệu của Box Office Việt Nam. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều sự tham gia của phía các cơ quan quản lý nhà nước, và khi nhìn thấy rằng là phía cộng đồng, phía những khán giả xem phim Việt, người ta có một cái nhu cầu biết được những cái thông tin này, thì hy vọng sẽ có được những nguồn thông tin chính thống hơn. Dạ, một câu hỏi sau cùng muốn dành cho anh Dương, cũng ở góc độ hết sức cá nhân, thì chắc chắn là anh đã xem qua Mai rồi, thì anh nhận định đây là một tác phẩm như thế nào? Đúng là tôi có xem qua Mai rồi, và tôi nghĩ rằng đây là một tác phẩm tốt. Cá nhân tôi là một người làm các sản phẩm giải trí của người Việt, nên tôi luôn mong muốn ủng hộ những cái sản phẩm giải trí người Việt đến được càng nhiều người càng tốt. Tôi khá bất ngờ trước năng lực làm phim của nghệ sĩ Trấn Thành, và tôi tin rằng là đây là một tác phẩm ở một chất lượng khá tốt so với mặt bằng chung của điện ảnh. Người ta gọi là hoàn toàn thích chưa, thì chắc chắn là sẽ có nhiều điểm tôi chưa thích. Nhưng mà về tổng thể chung, về dựa trên những kinh nghiệm xem những cái tác phẩm điện ảnh khác, thì tôi vẫn thấy rằng là nếu trong tương lai các nhà làm phim ở Việt Nam có thể làm những bộ phim tốt hơn Mai, nếu như đặt cái bộ phim này làm tiêu chuẩn và đặt một cái mục tiêu là những bộ phim tốt hơn phim này nữa, ưu tiên cho khán giả được cơ hội tiếp cận đến những tác phẩm điện ảnh tốt hơn nữa, thì đây là điều rất tốt cho điện ảnh Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn anh Khánh Dương rất là nhiều vì đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ạ. Cảm ơn chị Kim Thanh, cảm ơn khán thính giả của chương trình.